Chào mừng anh em anime đến với phần 2 bộ phim cuộc hôn nhân hạnh phúc của tôi. Tiếp nối câu chuyện nữ chính Mio được hôn phu của mình cứu khỏi tay mẹ con bà kế độc ác và sức khỏe của cô đã dần hồi phục trở lại. Nhưng liệu cô ấy có thể có được những ngày bình yên hay chưa? Ngay khi tâm trạng cô ổn hơn, Mio đã hỏi thăm tình hình những người trong nhà mình. Khi biết nơi đó đã cháy rụi hoàn toàn, cô vẫn muốn Kiyoka đưa cô trở lại một lần nữa. Khi đặt chân tới nơi, Mio không tin vào mắt mình nữa. Nơi ngần ấy năm là nhà cô, nay chỉ còn là đống cho tàn. Kiyoka vừa dìu cô đi vừa nói chuyện, gia tộc Samoji nhà cô phải chuyển về dinh thự ở nông thôn sinh sống. Cả cha của Koji cũng không thoát khỏi trách nhiệm nên gia tộc Tatsushi đã đưa con trai cả là Kazushi. Anh trai Koji lên làm tộc trưởng và được quản giáo dưới sự giám sát của anh và gia tộc Kudo. Riêng về Kaza, anh đặt cách cho cô ta đi làm người hầu cho một gia đình quý tộc nổi tiếng hà khắc trên thành phố để cô ta thay đổi lại con người. Nghe vậy là đủ hiểu gia tộc Samoji của vợ anh đã tan nát cỡ nào rồi đấy. Đi một hồi hai người đến với gốc cây anh đào của mẹ cô chồng vào ngày kết hôn, nó đã bị chặt hạ từ lâu. Cô cảm nhận được mẹ đang gọi mình đến nên khẽ chạm vào nó. Bỗng nhiên có một cảm giác lạ truyền qua tay làm cô giật bắn người, sau đó gốc cây vỡ vụn. Kiyoka thấy thế cũng trách mình vì đã không kiềm chế được cơn giận dữ nên mới gây ra cơ sự này. Mio không trách anh mà còn biết ơn anh vì đã làm đến cả những điều đó vì cứu cô, họ lại dìu nhau trở về nhà. Kiyoka nói muốn đẩy nhanh quá trình làm thủ tục kết hôn, như vậy anh cần dẫn cô đi gặp cha của mình. Mio hứa sẽ cố gắng để cha chồng không thất vọng, nhưng cô có chút buồn vì có lẽ người ông ấy muốn anh cưới là Kaza. Kiyoka nghe vậy bảo nếu là thế thật thì anh cũng không ngại cho ông thành cho. Câu nói ấy đủ để Mio nhà ta mỉm cười, thanh niên đúng là hảo chồng hảo con. Rồi họ gặp lại cô Di, cậu ta thấy Mio khỏe lại rồi cũng mừng, lại còn xin nói chuyện riêng với cô. Thấy Kiyoka đồng ý cô mới gặp riêng cô Di trò chuyện, cô rất cảm kích việc cô Di đã giúp đỡ cứu cô, nhưng cậu thấy mình vô dụng quá, cậu nói sẽ rời đi để cải thiện bản thân để giúp người mình muốn giúp khi cần cậu định nói nốt một câu nói dở dang lúc trước nhưng mio nhanh trí hiểu ra và nói bản thân không hiểu gì về câu nói lúc trước cả cô di biết không nên nói nữa sẽ khó xử cho cả hai rồi sau đó cậu tạm biệt cô ấy và lên đường khi trở về mio và kioka làm thủ tục đính hôn mọi thứ rất đơn giản chỉ cần họ ký tên lên giấy đăng ký sẽ không lâu nữa cô sẽ từ hôn thê chính thức mà làm vợ anh nghe thôi nàng đã đỏ mặt e thẹn rồi sau đó họ có khách quý ghé thăm đó là hazuki chị gái của kioka Nguyên nhân cô ấy tới là bởi vài ngày trước Mio đề xuất với Kiyoka cho mình học thêm lễ nghi quý cô để sau này trở thành phu nhân của anh cho hợp tình hợp lý. Có lẽ do thiếu tự tin vào chính mình vì cô hầu hạ cả gia đình đã nhiều năm. Kiyoka định trêu vợ một tí mà thấy cô đỏ hết mặt lên rồi nên thôi, anh đồng ý và sẽ mời chị gái tới giúp đỡ, thế rồi giờ cô ấy có mặt ở đây. Chị Hazuki gặp lại cả bà Yuji cũng mừng lắm, còn khen Mio dễ thương và nhiệt tình đồng ý dạy em dâu tương lai thành một quý cô tao nhã. Sau đó họ đi ngắm hoa, Hazuki gọi Mio ra và giới thiệu cho cô về một số loài hoa, dù là sống ít hay nhiều thì chị khuyên cô vẫn phải khoe sắc khoe hương như chúng. Sau đó chị bắt đầu trải lòng với cô một chút trước khi học, thấy Mio dễ thương quá chị ngỏ ý đưa cô về nhà mình để tiện học hành nhưng Kiyoka đứng ngoài nghe lén, lập tức mở cửa phản đối nhưng lại cứ chối không nhận là không thể rời xa vợ. Trước khi về, chị nói rằng hai tháng sau sẽ cho cô tham gia tiệc cùng mình và Kiyoka để thực hành luôn, Kiyoka cũng khuyên vợ tham gia vì học phải đi đôi với hành là đúng rồi. Tối đó khi Kiyoka đang ngủ thì chợt tỉnh giấc vì cảm thấy dị năng, anh vội chạy tới phòng Mio thì thấy cô ấy vẫn mê man vì mơ ác mộng. Cùng đêm đó những kẻ bí ẩn đang tìm cách phá vỡ mộ cổ, nhưng chúng không ngờ dị quỷ đã thoát ra từ đó, kéo theo mầm họa to lớn với loài người về sau. Hôm sau thiếu tướng Okaito tìm tới Kiyoka và nói với anh về việc hầm mộ bị đột nhập, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nói về nơi hầm mộ bị đột nhập ấy, đó là nơi chôn cất những người có dị năng nhưng những linh hồn không siêu thoát lại biến thành dị quỷ. Dù phong ấn đã bị phá vỡ, dị quỷ thức tỉnh thì chẳng mấy mà mọi nơi sẽ lâm nguy. Thân vương Takahito dù chưa chính thức kế vị nhưng đã nhận được khả năng tiên đoán và ngài ấy đã biết chuyện vừa xảy ra nên cho gọi Okaito đưa Kiyoka tới. Trên đường còn gặp cả Kazushi, người mới làm tộc trưởng gia tộc Tatsushi, Kiyoka gườm cậu ta và bật mốt khó tính. Dặn lần sau phải chuẩn bị trang phục khác trang nghiêm chứ không thể ỉ nại mình không thuộc quân đội mà ăn mặc diêm dúa như vậy được. Thân vương vừa xuất hiện thì đã là một người có dung mạo cao quý bất phàm. Ngài không trách tội Kazushi và gia tộc của anh về vụ thiêu cháy nhà Samoji, nhưng dặn từ giờ phải cật lực hỗ trợ nhà Cư Đô để lập công trục tội. Sau đó ngài nói về đêm dài bất tận với một trận chiến khiến cho nhiều người thiệt mạng, nhưng tạm thời ngài mới nhìn thấy được đến đó vì năng lực tiên tri chưa hoàn thiện. Khi cho mọi người lui đi thì thân vương gọi Kioka lại và chúc mừng anh đã đính hôn, ngài còn nói về hôn thê của anh, hy vọng hai người sẽ cùng vượt qua khó khăn, đó là lời tiên tri Kioka phải khắc ghi trong lòng. Còn về Mio, cô ấy bắt đầu học cách ăn mặc đồ tây nhưng mặt vẫn rất u buồn như đưa đám. Phải khi chị kể chuyện cười về Kioka thì cô ấy mới thả lòng cười tự nhiên cho được. Rồi cả việc cô ấy đi lại như robot hay là cầm dĩa cầm dao ngược tay, không sao ai cũng có khởi đầu khi học điều gì đó mới mẻ, chỉ cần nỗ lực là mọi chuyện sẽ dần cải thiện thôi. Người phải lo lắng nhất lúc này là Kioka. Anh nhìn tập hồ sơ mà thám tử thu thập được về gia tộc Usuba rồi lại nhớ đến hình ảnh vợ mình mỗi lần gặp ác mộng. Anh lập tức quyết định đi tìm hiểu thông tin thêm một chút rồi mới trở lại làm việc. Khi ấy chị Hazuki cũng đã dạy được cho Mio vài thứ cơ bản rồi qua quá trình tiếp xúc chị càng cảm thấy yêu quý cô hơn chị muốn sớm trở thành người một nhà với cô và là chị cả của cô mio nghe thấy từ này liền như bị khơi lại ký ức buồn ngày trước dù rất quý mến chị chồng nhưng cô rồi khi chị ấy rời đi cô lại tự hỏi gia đình là gì lúc này kiyoka đi tìm hiểu thêm về gia tộc usuba nhưng thám tử cho biết chỉ có mẹ của mio là người duy nhất còn mang họ này ông ta không tìm được ai khác và những thông tin về dị năng đặc biệt của họ cũng vẫn là lời đồn chưa có kiểm chứng kiyoka biết là khó nhưng anh nhất định phải điều tra tiếp phải tìm ra lý do vì sao Mio hay gặp ác mộng như thế, nó có liên quan gì đến gia tộc cô hay không. Nhưng chính vì thế mà thời gian anh ở nhà lại ít đi, Mio cũng buồn nhưng cô càng cố gắng học hành chăm chỉ hơn nữa. Còn bây giờ là lúc một nhân vật đặc biệt xuất hiện, anh ta tên là Tờ Sư Azata, sứ giả của cung nội tỉnh, một bộ trong triều đình nhưng hoạt động rất kín tiếng. Nay lại lộ diện và tìm đến Kiyoka, cung cấp manh mối những kẻ khả nghi cho anh bởi anh là người thống lĩnh lực lượng dị năng chống dị quỷ việc đầu tiên kiyoka làm là tỏ ý nghi ngờ nhưng anh đã có lệnh điều tra vụ hầm mộ đột nhập thì việc cung nội đưa ra manh mối khiến anh không thể bàng quan ngoài việc công ra thì azata liên tiếp hỏi thăm về gia đình của kiyoka hỏi về việc anh cưới vợ khiến anh không thoải mái và sớm kết thúc trò chuyện để tiễn azata về tối đó kiyoka đưa anh em tới kiểm tra xung quanh khu vực bị đột nhập thì tìm thấy vài người bất tỉnh nhưng họ đều có dấu hiệu như sắp cạn sinh lực và có nhiều vết bầm tín kiyoka thì tiếp tục tìm kiếm manh mối bên ngoài và lúc này anh đã đụng độ phải một đám dị quỷ trong khi ấy thiếu tướng lệnh cho kazushi dùng dị năng của mình để kiểm tra xem vấn đề các nạn nhân đang gặp phải là gì thì anh nhìn thấy rất nhiều bóng đen ùa ra túm lấy mình anh sợ hãi dừng kiểm tra lại và nói mình không đủ khả năng để tiếp tục làm việc này nữa cả kiyoka cũng đụng mặt đám dị quỷ và mio mơ thấy mình bị tấn công cùng lúc ngay khi kiyoka tiêu diệt được chúng thì cô ấy cũng mới thoát khỏi ác mộng đang gặp phải vấn đề là hàng đêm như thế đều khiến sức khỏe của mio bị bòn rút tệ hơn trong một lần dạo phố với chị hazuki và bà yuji cô ấy mặt mũi tái nhật và còn suýt ngất đi sau khi bị một đứa trẻ vô tình đụng phải cứ tưởng là được chồng tương lai đỡ nào ngờ lại là azata hắn cười nói dịu dàng với cô nhưng mio chỉ có thể tránh ra xa và xin lỗi kiyoka khi biết tin mio mệt đến nỗi suýt ngất xỉu trên phố thì ngay lập tức chạy về nhà xem tình hình vợ tuy nhiên lúc này chị hazuki không muốn em trai làm phiền cô ấy nghỉ ngơi kiyoka nói về thân thế của mio cho chị gái biết dù cô ấy không có dị năng nhưng vẫn mang dòng máu usuba hơn nữa dị năng xuất hiện mỗi khi cô ấy gặp ác mộng đang ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của mio và anh phải tìm ra nguyên nhân việc này bằng được trong khi ấy đám dị quỷ đang bắt đầu xâm nhập tới vùng sinh sống của người dân và tấn công họ điều mà kiyoka lo lắng là chẳng mấy mà kinh đô sẽ gặp nguy hiểm ngoài việc công anh còn lo cả việc tư gọi điện về hỏi thăm sức khỏe vợ và an ủi cô ấy nghỉ ngơi có gì phải nói ra anh mới biết nhưng mio lại cứ giấu trong lòng để chồng yên tâm làm việc lại nói tới cô ấy từ khi cô ốm số lượng bài học cũng giảm đi việc này càng khiến cô trách bản thân mình vô dụng không thể học hành cho tốt ủng công chị chồng dạy bảo trong bữa ăn bà yuji vô tình nhắc lại chuyện ngày trước hazuki vất vả với cuộc hôn nhân của cô ấy ra sao nên chị cũng chia sẻ đôi chút tuy xuất thân từ gia tộc đô và hazuki sẵn sàng lấy chồng cho mục đích chính trị nhưng chồng chị lại tốt bụng và rất thương chị ta tuy nhiên gia đình nhà chồng thì ngược lại họ dựa vào việc chị không giỏi việc nhà mà đai nghiến trì chiết chị, chị liền bức xúc với chồng và hai người xảy ra cãi vã tranh chấp dẫn đến chị ly hôn sau đó chị bình tâm lại và thấy hối hận vì đã chạy trốn chỉ cảm phục Mio vì có thể sẵn sàng đối diện với điểm yếu của mình mà cải thiện nó. Còn cô ấy cũng đã có mục đích của cuộc sống kể từ khi đến đây, đó là trở nên tốt hơn để xứng đáng ở bên Kioka, quả là sức mạnh vĩ đại của tình yêu làm con người ta thay đổi. Kioka cũng đang cố gắng rất nhiều để tìm manh mối về gia tộc Usuba giúp vợ mình nhưng chưa có gì tiến triển. Đêm nay anh ngồi trầm tư suy nghĩ thì Mio đi tới nói chuyện cùng, cô muốn biết thêm về tình cảm chị em giữa anh và chị Hazuki. Kioka nói dù họ trái tính nhau nhưng cơ bản là thương nhau bao bọc nhau khi hoạn nạn và tôn trọng nhau, anh biết chị ấy là người tốt đáng tin cậy thì mới nhiều và giúp đỡ vợ. Mio có hơi ghen tị vì mình chưa từng được trải qua cảm giác như thế, có mỗi đứa em kế thì cay nghiệt độc ác với mình. Kioka kêu cô ngồi gần lại rồi túm chặt tay cô, nói cô phải bộc lộ cảm xúc của mình, đau buồn hay cô đơn thì nói ra với anh anh sẽ lo hết, nhưng cô ấy nói không sao. Kiyoka ôm cô ấy vào lòng một cách mãn nguyện. Hôm sau Mio đang chuẩn bị học hành thì Azata tìm tới lấy cớ hỏi xem Kyoka có nhà không vì nghe nói hôm nay anh ấy nghỉ làm. Rồi bắt chuyện với Mio và chê bai Kyoka không quan tâm chăm sóc cô cho tốt, khiến cô gầy yếu xanh sao. Mio cố cãi lại là do mình lựa chọn, không cho phép anh ta nói xấu chồng mình nhưng cô đột nhiên lại đau đầu dữ dội. Hắn liền đưa danh thiếp của mình cho cô và nói sẽ giúp cô, cho cô một vai trò mà chỉ cô mới có thể đảm nhận rồi rời đi. Sau đó anh ta mới đến gặp Kyoka tại trụ sở để bàn về chiến dịch tiêu diệt dị quỷ. Kết thúc cuộc họp Azata nói với Kiyoka rằng nghĩ anh ở nhà nên đã ghé qua, còn gặp hôn thê của anh và bắt đầu buông lời trách móc. Trách Kiyoka không quan tâm gì đến Mio khiến cô ngày một yếu ớt, hắn nói có thể giúp anh nếu anh cần rồi cười duyên dáng và ra về. Kiyoka tức quá, lại nhận được tin của mật thám nói rằng trong số danh sách những người có tên giống với mẹ Mio thì có cả tờ Suzuki. Kiyoka kiểm tra lại danh thiếp của Azata thì tên hắn đúng là tờ Suzuki Azata. Ngay lập tức anh vội vã về nhà thì thấy Mio đang tập trung nấu ăn mà chẳng hề biết anh có mặt. Anh bắt đầu hỏi cô ấy dồn dập tại sao lại gầy đi, không khỏe mà cũng không chia sẻ với mình. Hay là tại anh chưa đủ khiến cô ấy tin tưởng dựa dẫm, Mio một mực giải thích chỉ không muốn anh mệt mỏi thêm vì anh đã quá bận rồi. Kiyoka liền buông lời trách cứ, nếu biết cô ấy mệt mỏi như thế này đã không cho cô đi học. Khi anh nhận ra mình quá lời thì Mio đã nước mắt lã trã và ngất đi rồi. Kiyoka thấy mình tồi tệ quá, nhưng tự nhiên danh thiếp của Azata lại rơi ra đúng lúc. Kiyoka liền lên xe đưa cả Mio đang ngất xỉu đi tới tìm gặp hắn ta. Vừa đến nơi, kiyoka bế vợ đi vào nhà azata thì đúng lúc mio cũng tỉnh lại và xin phép cho mình được tự đi rồi họ nhìn thấy một cây anh đào lớn đang nở rộ dù đây không phải là mùa của nó sau đó azata xuất hiện và chào đón hai người đã đến với gia tộc usuba anh ta giới thiệu lại mình là usuba azata và là anh họ của mio cả ông ngoại của cô trưởng tộc usuba hiện tại cũng có mặt khi vào nói chuyện họ hỏi về sức khỏe của mio khi cô có mặt ở đây đúng là cô cảm thấy người nhẹ nhõm hơn rất nhiều azata nói đó là do kết giới riêng của gia tộc này ông ngoại có thể giúp cô ấy thoát khỏi ác mộng nhưng đổi lại kyoka phải giao cô lại cho nhà usuba kyoka lập tức phản đối tại sao trước kia họ không tìm cô ấy lão ta nói bởi không nghĩ mio sẽ phát triển dị năng nhưng giờ nó đã bộc lộ ra và là một trong các dị năng mạnh khó kiểm soát nhất chỉ gia tộc này mới có thể làm điều đó nếu không mio sẽ trở thành tai họa khi có khả năng mộng kiến can thiệp trực tiếp vào giấc mơ hay tâm trí của người khác kyoka không muốn nghe hai người nói thêm anh không cho phép ai đưa mio rời xa vì cô ấy là hôn thê chính thức của mình Azata phản bác lại rằng anh quá bận rộn, lại còn phải chiến đấu chống dị quỷ trong tình hình phức tạp hiện nay. Từ việc để Mio bị nhà Samoji bắt đi tra tấn đánh đập, hay là việc không thể giúp cô ấy thoát khỏi ác mộng, thì sao có thể bảo vệ cho cô về sau này? Kiyoka cứng họng không cãi được, nhưng Mio cũng chẳng biết mình nên làm gì. Cô vừa muốn để cho chồng mình chuyên tâm vào việc đại sự, lại vừa không muốn xa anh ấy, nhưng cũng không thể chịu đựng mãi giày vào hàng đêm với ác mộng kia. Azata liền đề nghị anh ta và Kiyoka đấu tay đôi để ai chiến thắng sẽ giành được Mio nếu anh ta thua sẽ chỉ cho kyoka cách kiểm soát tình hình của cô ấy ngay lập tức kyoka đồng ý và hai người đàn ông ra ngoài bắt đầu cuộc chiến để giành lấy cô gái này kyoka thì dùng kiếm còn azata rút súng ra thế này chẳng khác gì cuộc chiến không có sự công bằng ban đầu kyoka tiếp cận và chém được azata nhưng đó chỉ là ảo ảnh hắn tạo ra ngay sau đó anh dính một phát đạn nhưng vẫn không thể lùi bước lần thứ hai chém được hắn nhưng vẫn là một ảo ảnh azata nói hầu hết người trong gia tộc usuba đều không có thần nhãn bởi thần nhãn là thứ cần thiết để chống lại dị quỷ nhưng họ không cần nó bởi họ sẽ là những người chiến đấu với kẻ có dị năng sau đó hắn tạo ra một màn sương mờ và nhân lên cả chục ảo ảnh của mình không nói nhiều kioka tung ra dị năng đặc biệt của mình chỉ với chút sấm sét và một đường kiếm đã khiến các ảo ảnh tan biến gần hết còn lại ba tên rồi hai tên và cuối cùng chỉ còn azata thật và hắn cũng dính một đòn vào cánh tay hắn nói gia tộc usuba bí mật phục vụ thiên hoàng ẩn mình dưới bóng tối để tiêu diệt những kẻ có dị năng đặc biệt nhưng biến chất nguy hiểm với quốc gia. Kiyoka không quan tâm những gì Azata nói, dù là giờ hắn có biến thêm cả trăm ảo ảnh cũng không còn tác dụng gì, anh muốn chấm dứt cuộc chiến tại đây và đưa Mio về. Nhưng ngay khi ra đòn quyết định vì anh dừng lại vì Mio chạy ra đứng trước mặt ngăn cản, tuy nhiên đó là ảo ảnh Azata tạo ra để lừa Kiyoka và bắn bay kiếm của anh đi. Đúng lúc trời vừa sáng thì súng của hắn đã chĩa thẳng vào đầu Kiyoka. Giờ thì Mio thật mới chạy tới nhưng cô chưa kịp chạm vào chồng mình thì anh đã bị Azata trục xuất ra khỏi căn nhà tình hình dị quỷ xuất hiện theo bầy đàn càng khiến thiếu tướng lo lắng hơn mà mãi không thấy mặt kioka đâu ra là anh đang ủ rũ ở nhà và dày vào bản thân vì để thua cuộc chị gái vừa băng bó vừa tức giận thấy em trai đang trách mình vô dụng thì chị gõ cho một cái mà ở tận việt nam cũng nghe thấy tiếng gõ đau cỡ nào anh nói cô ấy về đúng với gia tộc của mình sẽ tốt hơn khi ở bên anh chị đại liền cho một phát cốc đầu nữa vì tội chưa tỉnh ngộ chị là người chứng kiến quá trình cố gắng của mio nên chị hiểu cô ấy muốn tốt lên để xứng đáng ở bên Kioka cỡ nào rằng anh là tất cả những gì Mio có, nhưng Mio lại sợ nói ra điều đó với anh. Kiyoka giờ mới ngộ thấy sai lầm của mình, nhưng thiếu tướng gọi gấp nên anh phải đi. Nếu để xảy ra thương vong với người dân thì hẳn Mio sẽ trách bản thân nhiều hơn vì khiến anh lơ là công việc. Anh hứa xong việc sẽ đưa Mio trở về, bầu trời lúc này đỏ rực như máu. Thân vương dường như cũng có dự cảm không lành về tương lai của kinh đô, ngài chỉ còn biết hy vọng vào những người mang số mệnh đặc biệt. Phía gia tộc Usuba, ông ngoại lên tiếng kể về mẹ của Mio và lý do bà ấy phong ấn sức mạnh của cô lại. Trở về vài năm trước khi cô chào đời, gia tộc Usuba bị chèn ép trong sự kinh tế khốn cùng. Lúc đó nhà Samoji liên tục gửi thư tới cầu hôn và hứa sẽ chi trả các khoản nợ của nhà Usuba. Ông ngoại đã từ chối họ hết lần này tới lần khác vì không muốn con gái mình chịu thiệt thòi, lẫn việc không muốn dòng máu Usuba chảy ra ngoài kia. Tuy nhiên Sumi, mẹ của Mio lại tự ý đồng ý hôn sự khiến cho ông vô cùng tức giận, bởi cô ấy làm trái với quy tắc tổ tông là chỉ được kết hôn với người trong tộc. Thế rồi hôn lễ vẫn được tiến hành và nhà sai Moji cắt đứt toàn bộ liên lạc giữa ông và Sumi. Thế rồi ông dẫn cô ra dưới gốc anh đào và nói năng lực mộng kiến có thể sẽ giúp cô thấy gì đó. Mio liền chạm vào cây anh đào và thấy được ngày mẹ lấy cha, mục đích nhà cha cô là có được người nối dõi mang dị năng nhà Usuba. Rồi ngày cô ra đời, mẹ cô phát hiện cô có năng lực mộng kiến, sức khỏe bà thì ngày một giảm sút, bà không muốn sau này Mio bị nhà Sai Moji lợi dụng cho mục đích chính trị vì dị năng, nên đã phong ấn sức mạnh của cô lại, khiến cho lớn lên cô bị cha đẻ ghét bỏ vì không có dị năng, rồi có một cuộc đời bi thương như đã từng. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Mio được Azata đưa cho bộ y phục có tên Vu nữ mộng kiến, nó dành riêng cho con gái trong gia tộc Usuba khi thức tỉnh dị năng. Mio cảm thấy có khá hơn vì cô không gặp ác mộng, nhưng sống như chim trong lồng mà không hề biết ngoài kia Kiyoka đang gặp phải những chuyện gì khiến cô lòng như lửa đốt. Cô lấy hết can đảm xin Azata trả lại cho mình bộ kimono anh đào mà chồng sắp cưới tặng cô và cho cô đi gặp Kiyoka. Cô muốn nói với anh ấy những điều luôn giữ kín trong tim. Tiếc thay Azata không cho phép, hắn sống ngẩn ấy năm chỉ có một mục đích duy nhất là bảo vệ vu nữ mộng khiến bằng cả mạng sống theo truyền thống của gia tộc bao đời này. Chỉ mình hắn được phép làm điều đó, và có thể sau này hắn cũng sẽ thành chồng của cô vì gia tộc Usuba phải tuân theo lệ cũ, kết hôn trong dòng tộc. Trở lại với Kiyoka, dù vết thương của anh chưa lành nhưng anh vẫn kiên trì cùng đội diệt dị quỷ hoàn thành nhiệm vụ. Ngay khi hạ nốt dị quỷ cuối cùng của khu vực tuần tra thì mọi người cũng đã thấm mệt, Kiyoka lệnh cho Godo lập lại đội hình tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân rồi anh rời đi. Nhưng ngay sau đó thì một dị quỷ ẩn náu trên cao lao xuống tấn công Godo, anh ta cố phòng thủ nhưng quá chậm so với nó. Đúng lúc ấy Kiyoka trở lại đẩy Godo ra tư diệt dị quỷ, nhưng anh ấy đã trúng đòn tấn công và ngất lịm đi lập tức. Phe này có vẻ lành ít dữ nhiều, nhưng Mio vẫn chưa hay biết gì về chuyện đó. Buổi sáng ông ngoại ngồi nói chuyện với cô về Sumi, mẹ của cô. Ngày đó ông vì quá giận cô tự ý đồng ý hôn sự mà mặc kệ cho mọi chuyện dẫn tới việc cha con bị chia cắt khiến cho Miêu phải chịu cơ cực nhiều năm. Nay ông cúi đầu xin lỗi và muốn bù đắp cho cô như một gia đình thực sự. Cô nói bản thân mình không hiểu gia đình có nghĩa là gì, cô đáng lẽ đã có chồng sắp cưới, nhưng giờ lại nghe ông bảo cần dựa dẫm vào ông và gia tộc Usu ba sao. Ông đưa cho cô sợi dây chuyền có hình ảnh mẹ cô, đó là báu vật duy nhất ông còn lại, được nhìn thấy cháu gái mình lớn lên xinh đẹp giống hệt mẹ, ông thấy rất hạnh phúc và muốn cô sống hạnh phúc. Sau đó họ lại tới gốc hoa anh đào, lần này Mio kết nối được với sức mạnh thật sự mà mẹ đã phong ấn từ xưa rồi bỗng nhiên azata tức tốc chạy đến báo tin từ quân đội chỉ huy kiyoka bị thương nặng sau khi bị dị quỷ tấn công chưa rõ sống chết ra sao mio lập tức muốn đi tìm chồng mình mặc cho azata ngăn cản lần này cô thực sự không muốn từ bỏ người mình yêu cô sẽ tìm mọi cách nếu bị cản đường dù có là người trong gia tộc usuba azata đành nói thật với cô thực ra người giao chỉ thị bắt cô ở lại đây là thiên hoàng anh không biết vì sao ngài ấy lại không cho vu nữ mộng kiến tiếp xúc với người có dị năng nhưng ngài đã giúp gia đình tìm ra cô nên anh phải tuân theo Azata nắm tay Mio và hứa sẽ cho cô gặp lại Kyoka nhưng phải để anh ta đi cùng khi hai người đến nơi thì Kyoka vẫn còn sống nhưng bất tỉnh nhân sự Azata nói để dị quỷ không bào mòn sinh lực của anh ta đến chết chỉ có Mio mới có thể thử dùng dị năng kết nối và hy vọng đánh thức được Kyoka lúc này Kyoka đang thấy bản thân ở một khu rừng đỏ thẫm cằn cỗi và có rất nhiều dị quỷ bao vây xung quanh còn Mio cũng lên giường nằm cạnh anh ấy và cùng kết nối với tâm thức của chồng trước sự lo lắng và hy vọng của mọi người khi cô nhắm mắt lại thì liền nhìn thấy một hố đen lớn nuốt chửng mình vào khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong khuôn viên nhà samoji kyoka đang chiến đấu với dị quỷ cũng thấm mệt anh nghĩ đây không còn là hạ giới nữa mà có khi là địa ngục cũng nên nhưng còn nước còn tát anh không thể chết dễ dàng như thế và rồi anh cũng lắng nghe được tiếng vợ đang gọi mình còn mio bắt đầu đi vào căn nhà và thấy một cái bóng chạy qua cô đuổi theo đến một căn phòng thì đứa bé gái đó còn thách đố cô bắt được nó khi chạy đến cuối đường thì một cánh cửa đầy nỗi ám ảnh mở ra đó là nhà kho nơi mẹ kế đã bắt nhốt đánh đập cô từ khi còn bé phía kiyoka anh càng gặp khó khăn khi sức lực suy giảm dị quỷ ngày một đông và hung hãn hơn anh lại nhớ tới việc mình chưa xin lỗi vợ vì làm tổn thương cô ấy anh lại có lý do để sống mà trở về còn ở bên mio cô ấy đang đối diện với chính mình nó trách móc cô là thứ xui xẻo khiến người ở bên gặp bất hạnh nói mio không xứng với kiyoka và nói cô là nguyên nhân khiến anh ấy cận kề cái chết mio không phủ nhận điều đó nhưng thay vì từ bỏ hay trốn chạy cô muốn mạnh mẽ hơn vượt qua chính bản thân mình để có thể xứng đáng ở bên người cô yêu vì cô tin kiyoka luôn yêu thương và tin tưởng mình cô cũng sẽ làm thế với chính cô vừa nói miêu vừa vượt qua nỗi đau mà những sợi gai đang cứa vào da thịt để tiến về gần hơn đến con người tổn thương của mình chính điều đó khiến cô ấy trở thành vu nữ mộng kiến thực sự rồi sau một màn lột xác hoàn hảo cô cũng khiến con người tổn thương được ngủ yên và nhận lại sợi dây buộc tóc mà mình đan cho kiyoka ngay lập tức cô tới được nơi anh ấy đang chiến đấu và chỉ một chiêu cơ bản đã dẹp được một đống một tấn dị quỷ mà Kiyoka khó nhọc lắm mới chém được vài con. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó, Thiên Hoàng đã lộ diện và đích thân triệu hồi dị quỷ để tiêu diệt vu nữ mộng kiến và người mang sức mạnh dị năng đặc biệt như Kiyoka. Tất cả dị quỷ hợp thành một khối cầu lớn và lao đến dưới dạng cái đầu của ông ta, nhưng Mio này đã khác rồi, cô không còn sợ hãi mà liền đứng ra trước để bảo vệ cho chồng mình. Chị mình nay vừa được búp sức mạnh tình yêu và sức mạnh của vu nữ mộng kiến nên có gì cũng chấp được hết. Cuối cùng thì mộng cảnh địa ngục cũng tan biến, Mio cũng từ vu nữ mộng kiến mà trở lại như bình thường. Họ đứng bên gốc cây anh đào mà nói những lời từ tận đáy lòng dành cho nhau. Cô thì xin lỗi vì đã nói dối rằng mình không biết nên lựa chọn điều gì khi đứng trước anh và gia tộc Usuba. Nhưng cô đã hiểu ra mình không thể thiếu anh trong suốt cuộc đời còn lại và cô ân hận khi đã không nói thật lòng mình sớm hơn. Anh cũng xin lỗi vì tổn thương cô, nói những lời vô lý mà không thể thấu hiểu hơn, không ở bên quan tâm cô nhiều hơn nữa. Hai anh chị ôm lấy nhau như chưa hề có cuộc chia ly, đó cũng là lúc họ nghe thấy tiếng gọi của mọi người và lên đường trở về hiện tại khi họ vừa mở mắt ra ai cũng mừng rỡ khóc không thành tiếng riêng trợ lý của kyoka thì ôm lấy anh mà gào thét thật lớn vì cứ sợ chỉ huy của mình mà ra đi thì ai gánh nổi trách nhiệm với gia đình vợ anh và quân đội đây mio thì thấy azata lặng lẽ ra về nên cô đuổi theo để nói lời xin lỗi cô không thể trở về nhà usuba với anh được azata hiểu và dặn cô đừng bận tâm về chuyện đó mà hãy tận hưởng hạnh phúc của mình còn kyoka cũng không ngại mà nói lời tái đấu vào một ngày nào đó không xa kẻ áp bán linh hồn cho quỷ dữ đã nhận quả báo Thân Vương cũng mừng vì nhân dân tiếp tục được sống những ngày bình yên. Quan trọng nhất là Mio và Kioka lại có cuộc sống hạnh phúc, chỉ thiếu một cái lễ đường nữa thôi phải không mọi người? Bộ phim khép lại tại đây, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tớ nhiều hơn nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.